Mọi chuyện có lẽ bắt đầu khi chúng tôi chơi trò chơi ma quỷ đó. Có một câu chuyện được đồn thổi ở trường tôi. Đó là ở nhà kho thứ 6, thuộc dãy nhà cũ phía tây trường, có một sợi dây thần bị xây dính vào bức tường, nhìn giống như sợi dây này đâm xuyên qua tường vậy. Có một trò chơi xung quanh sợi dây đó, gọi là trò kéo co cùng quỷ. Luật chơi tương tự như trò chơi kéo co, người chơi đến căn phòng đó vào lúc nửa đêm, vạch một đường kẻ bằng sơn đỏ song song với bức tường, buộc một mảnh vải màu đỏ lên sợi dây để làm vạch móc, rồi nhặt sợi dây lên và dùng sức kéo về phía mình. Cùng lúc đó, ở phía bên kia bức tường cũng sẽ có một lực kéo bí ẩn tham gia vào trò chơi. Nếu như người chơi chiến thắng sẽ nhận được một phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh như ý muốn, nhưng nếu thua thì sẽ bị kéo sang bên kia bức tường và chết ngay lập tức. Nhóm chúng tôi có tổng cộng 5 người, bao gồm tôi, tiếp đến là Allison, cô gái xinh xắn được mọi người yêu quý, Eric, cậu bạn nhỏ con hài hước, tiếp đến là anh chàng thích chơi thể thao Henry, và cuối cùng là lớp trưởng thông minh hoặc bác Finn. Allison rất hứng thú với câu chuyện đó. Trong một lần họp mặt cả nhóm, cô đã đề nghị chúng tôi thử thực hiện trò chơi này. Cô ấy là người có tầm ảnh hưởng nhất, nên đám con trai cũng hồ hởi đáp ứng. Buổi tối hôm ấy, chúng tôi đến nhà kho phía sau trường, rồi thực hiện những quy tắc trò chơi đúng như lời đồn. Chúng tôi bắt đầu với tâm thế nghĩ rằng trò chơi này chẳng có thật, cho đến khi một lực kéo bí ẩn từ bên kia bức tường bắt đầu dồn ngược lại phía chúng tôi. Lúc đó cả đám bắt đầu hoảng loạn. Càng hoảng loạn, chúng tôi càng bị kéo về phía bức tường. Chúng tôi cũng không thể buông tay khỏi sợi dây thần, cứ như có một lực kéo vô hình muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết. Bốn người bạn của tôi toàn bộ bị kéo vào bên kia bức tường, biến mất không một dấu vết nào. Tôi chạy về nhà trong tâm trạng ngập tràn khủng hoảng và sợ hãi. Từ đêm đó, tôi liên tục nằm mơ thấy bốn người bạn của mình. Họ cứ thì thầm: "Sát đi, tại sao cậu không bước sang bên kia bức tường?" Ngày qua ngày, những giấc mơ cứ ám ảnh lấy tôi. Nó từng bước muốn nuốt chửng lấy tâm trí và tinh thần của tôi. Thực ra vào đêm đó, tôi là người đã không cầm vào sợi dây. Tôi chính là người đã phá luật và phản bội lại bạn bè. Vào một buổi tối, sau khi bật khỏi cơn ác mộng, tôi chạy đến nhà kho phía sau trường. Tôi muốn chấm dứt tất cả. Tôi muốn chạy sang bên kia bức tường cùng với những người bạn của mình. Khi mở cửa ra, ánh trăng mập mờ từ cửa sổ chiếu vào giữa phòng. Trơ trọi ở đó là một chiếc thòng lọng.